They're studying extra for the college prep exam. Học luyện thi. Yeah, luyện thi. No, học luyện thi để học đây cái tiệm á sao cái nhà đó cái nhà người ta bán đó, bán ở đường thôi bán ở đường cái đường là dân để chơi học dân cái đi nào ngày là ồn ào lắm mà cũng là khóa đi khách lắm thấy người đây vui á vui thấy vui đây cái tiệm này nhỏ cơm bình bên cơm bình dân Đi sang làm gì? Làm câu đường, làm đường đây. Làm đường, oh ok. Nó kêu bằng construction. Đi học đại học, học về ngành đó à? Câu đường. Ủa, trong đây là cái gì? Trường học đấy. Oh, wow. Trường gì? It's a school. Để trường Kung Fu. Kung Fu à? Iggy kìa. Gần trường, trường học lớp mấy vậy? High school. Oh, đó high school, trung học. Trung học. Oh, that's the high school. Yeah. Yeah. Oh. Bên đây sao? Đây là một cái đình. Open families. Bánh bao. Thơm ngon. Huỳnh Hy. Sửa xe. Sửa xe. Xe mô tô. Vui dạ cho họ có mình đồng phương nào đồng hành vui rồi ngày ngồi đi những nè giờ giờ sao sắp không phải đi xe đẹp đúng rồi đúng rồi có mới thứ bảy nhật trước khi đi thì về mới về mấy tiếng rồi đi trở lại chùa dẫn nồi á Lên đây đi hàng một, lấy cái tô chứ. Bán cái bài đi hàng một.